Đầu tiên, mời các anh chị tìm hiểu chi tiết quyền lợi điều trị ngoại trú. Khái niệm điều trị ngoại trú được hiểu là những lần chúng ta khám bệnh, lấy thuốc điều trị và không cần nhập viện. Đây cũng là một khoản chi phí đáng kể và thường xuyên cho nhiều gia đình. Quyền lợi điều trị ngoại trú là một lựa chọn thêm mà người tham gia bảo hiểm có thể mua kèm với quyền lợi điều trị nội trú. Quyền lợi bảo hiểm tối đa hàng năm của quyền lợi điều trị ngoại trú là 5 triệu đồng, 10 triệu đồng và 20 triệu đồng, tương ứng với các gói bảo hiểm, tiêu chuẩn, cao cấp và VIP. Anh chị lưu ý về tỷ lệ đồng bảo hiểm khi người được bảo hiểm sử dụng quyền lợi điều trị ngoại trú. Tỷ lệ đồng bảo hiểm là tỷ lệ phần trăm tính trên chi phí y tế thực tế được bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm phải tự chịu trách nhiệm chi trả. Tỷ lệ đồng bảo hiểm này chỉ được áp dụng với gói tiêu chuẩn và gói cao cấp khi người được bảo hiểm khám, điều trị tại cơ sở y tế hoặc phòng khám tư nhân. Quyền lợi điều trị ngoại trú bao gồm: điều trị ngoại trú theo Tây y. Generally chi trả chi phí y tế thực tế khi người được bảo hiểm điều trị ngoại trú theo Tây y bao gồm: chi phí khám, xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ nhằm mục đích chẩn đoán bệnh, thương tích; chi phí thuốc Tây y theo toa; chi phí vật lý trị liệu; chi phí hỗ trợ y tế như băng, nẹp thạch cao, bó bột để điều trị gãy tay, gãy chân hay thương tích khác; loại trừ các loại nẹp khác, chân, tay giả, dụng cụ giả, thiết bị hỗ trợ như gậy, xe lăn. Generally còn mở rộng chi trả chi phí điều trị ngoại trú theo Đông y, là chi phí y tế thực tế khi người được bảo hiểm điều trị ngoại trú theo Đông y bao gồm: chi phí khám, xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ nhằm mục đích chẩn đoán bệnh, thương tích; chi phí thuốc Đông y theo toa. Một quyền lợi chăm sóc y tế khác cũng được rất nhiều khách hàng quan tâm vì tính thiết thực của nó, đó chính là quyền lợi chăm sóc nha khoa. Bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi nào cũng đã có đôi lần gặp rắc rối về vấn đề nha khoa. Do đó, sở hữu một gói chăm sóc sức khỏe răng miệng chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Với quyền lợi lựa chọn thêm chăm sóc nha khoa, người được bảo hiểm được Generally chi trả chi phí kiểm tra, cạo vôi răng tối đa 2 lần trên năm. Ngoài ra, nếu người được bảo hiểm khám và điều trị răng thì Generally cũng sẽ chi trả chi phí này theo chi phí thực tế, tối đa đến hạn mức bảo hiểm theo quy định tương ứng với từng gói. Lưu ý, để tham gia quyền lợi chăm sóc nha khoa thì khách hàng cần tham gia quyền lợi điều trị ngoại trú. Bên cạnh quyền lợi điều trị nội trú, tham gia thêm quyền lợi điều trị ngoại trú và quyền lợi chăm sóc nha khoa sẽ giúp khách hàng có quyền Một điều tuyệt vời nữa của Vita Sức Khỏe Vàng phiên bản mới chính là quyền lợi chăm sóc thai sản. Làm mẹ là một thiên chức và là một niềm hạnh phúc lớn lao. Được chăm sóc đầy đủ với điều kiện tốt khi mang thai và sinh con là mong muốn của bất kỳ người mẹ nào. Quyền lợi lựa chọn gia tăng chăm sóc thai sản sẽ giúp gia đình khách hàng yên tâm về tài chính để chăm sóc cho cả mẹ và con từ giai đoạn cấn thai cho đến khi khai hoa nở nhụy. Quyền lợi bảo hiểm tối đa hàng năm lần lượt là 25 triệu đồng với gói tiêu chuẩn và cao cấp, 40 triệu đồng với gói VIP. Quyền lợi chăm sóc thai sản áp dụng tỷ lệ đồng bảo hiểm 20% với gói tiêu chuẩn và gói cao cấp. Quyền lợi chăm sóc thai sản bao gồm: tiền giường và phòng, chi phí phòng chăm sóc đặc biệt, tối đa 30 ngày trên năm hợp đồng. Chi phí khám thai là chi phí y tế thực tế cho việc khám thai định kỳ, bao gồm tiền khám, xét nghiệm nước tiểu thông thường, xét nghiệm máu cơ bản, chích ngừa, siêu âm thai theo chỉ định của bác sĩ. Các chi phí chăm sóc thai sản khác được chi trả theo chi phí y tế thực tế bao gồm: chi phí sinh thường, chi phí điều trị biến chứng thai sản và hoặc sinh mổ. Chi phí sau khi sinh hoặc sau khi biến chứng thai sản là chi phí y tế thực tế cho một lần tái khám của người được bảo hiểm, bao gồm chi phí thuốc theo chỉ định của bác sĩ trong vòng 45 ngày kể từ ngày sinh hoặc ngày bị biến chứng thai sản. Chi phí chăm sóc dưỡng nhi là chi phí y tế thực tế cho việc chăm sóc dưỡng nhi, bao gồm chi phí điều trị nội trú do bệnh của bé theo chỉ định của bác sĩ trong vòng 14 ngày kể từ ngày sinh, không yêu cầu người mẹ là người được bảo hiểm phải nằm viện. Generally không chi trả các chi phí điều trị liên quan đến dị tật bẩm sinh của bé và các chi phí khác bao gồm thuốc dưỡng nhi, xét nghiệm sàng lọc sơ sinh, chích ngừa, vệ sinh bé. Anh chị lưu ý quy định về tuổi của người được bảo hiểm khi tham gia quyền lợi chăm sóc thai sản. Người được bảo hiểm là nữ,
tuổi tham gia từ 18 đến 44 tuổi tại ngày hiệu lực của quyền lợi này. Tuổi tối đa của người được bảo hiểm khi kết thúc thời hạn bảo vệ của quyền lợi thai sản là 46 tuổi. Quyền lợi tiếp theo chính là quyền lợi mà Generali tặng thêm cho khách hàng với mong muốn khách hàng sẽ có thói quen khám sức khỏe thường xuyên theo định kỳ để tầm soát sức khỏe. Cụ thể, trong thời gian Vita Sức Khỏe Vàng có hiệu lực, nếu không có bất kỳ sự kiện bảo hiểm nào phát sinh trong năm hợp đồng thứ nhất được chấp thuận chi trả, Generali sẽ chi trả chi phí cho một lần kiểm tra sức khỏe khi người được bảo hiểm thực hiện kiểm tra sức khỏe trong năm hợp đồng thứ hai của bảo hiểm sức khỏe cá nhân này. Quyền lợi này được chi trả một lần duy nhất trong năm hợp đồng thứ hai và tự động chấm dứt hiệu lực vào ngày gia hạn năm hợp đồng kế tiếp. Điều đó có nghĩa là nếu khách hàng không sử dụng quyền lợi này trong năm hợp đồng thứ hai thì quyền lợi sẽ không còn nữa. Mức chi trả tối đa của quyền lợi này với các gói bảo hiểm như sau: 1.500.000 đồng với gói tiêu chuẩn, 2.500.000 đồng với gói cao cấp và 3.500.000 đồng với gói VIP. Trong trường hợp có bất kỳ sự kiện bảo hiểm nào phát sinh trong năm hợp đồng thứ nhất và hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho sự kiện đó được Generali chấp thuận chi trả, sau khi đã chi trả quyền lợi kiểm tra sức khỏe, bên mua bảo hiểm phải hoàn lại cho Generali khoản tiền đã chi trả hoặc Generali sẽ khấu trừ khoản tiền này từ bất kỳ quyền lợi nào của hợp đồng bảo hiểm theo quy định. Để hiểu rõ hơn cách thức Vita Sức Khỏe Vàng bảo vệ tài chính cho khách hàng với các chi phí y tế, mời các anh chị cùng tìm hiểu một ví dụ đơn giản. Anh Thanh là người được bảo hiểm chính của hợp đồng bảo hiểm Vita Sống Lạc Quan với số tiền bảo hiểm chính là 400 triệu đồng. Anh Thanh tham gia Vita Sức Khỏe Vàng gói tiêu chuẩn với quyền lợi điều trị nội trú và quyền lợi điều trị ngoại trú. Vào năm thứ tư của hợp đồng, anh Thanh bị tai nạn phải nhập viện phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chi phí cụ thể như sau: chi phí phẫu thuật 15 triệu đồng, chi phí nằm viện phòng thường 5 ngày 2.500.000 đồng, tổng chi phí chăm sóc y tế tại nhà trong 10 ngày 2 triệu đồng. Anh chị hãy tính tổng số tiền Generali hỗ trợ anh Thanh. Hẳn anh chị đã tính được số tiền Generali sẽ chi trả cho anh Thanh. Hãy xem đáp án đúng như thế nào nhé. Với chi phí phẫu thuật, hạn mức tối đa của gói tiêu chuẩn là 25 triệu đồng trên một lần nằm viện. Chi phí thực tế của anh Thanh chỉ là 15 triệu đồng. Như vậy, Generali sẽ chi trả hết 15 triệu đồng chi phí phẫu thuật. Với chi phí nằm viện tại phòng thường, hạn mức tối đa của quyền lợi tiền giường và phòng của gói tiêu chuẩn là 1.250.000 đồng. Anh Thanh nằm 5 ngày, có chi phí thực tế là 2.500.000 đồng. Như vậy, mỗi ngày chi phí thực tế cho tiền giường và phòng là 500.000 đồng. Do đó, Generali cũng sẽ trả hết chi phí này. Chi phí chăm sóc y tế tại nhà có hạn mức chi trả tối đa là 150.000 đồng một ngày. Chi phí thực tế anh Thanh chi trả là 2 triệu đồng. Như vậy, Generali sẽ trả hạn mức tối đa là 150.000 đồng một ngày nhân với 10 ngày là 1.500.000 đồng. Ngoài ra, anh Thanh nằm viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện công lập nên có thêm khoản hỗ trợ nằm viện tại bệnh viện công lập của gói tiêu chuẩn là 150.000 đồng một ngày nhân với 5 ngày là 750.000 đồng. Tổng cộng, chi phí thực tế anh Thanh phải trả cho lần nằm viện này là 19.500.000 đồng và số tiền Generali chi trả là 19.750.000 đồng. Với số tiền chi trả này, Generali giúp anh Thanh và gia đình không phải bỏ tiền túi để sử dụng dịch vụ y tế, có thể yên tâm tập trung chăm sóc sức khỏe để nhanh chóng hồi phục. Ví dụ minh họa thứ hai, vào năm thứ tư của hợp đồng, anh Thanh bị bệnh viêm trực tràng đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám. Chi phí cụ thể bao gồm tiền khám 200.000 đồng, chi phí siêu âm 100.000 đồng, tiền thuốc 800.000 đồng. Vì anh Thanh có tham gia thêm quyền lợi ngoại trú nên các chi phí khám và điều trị ngoại trú thuộc phạm vi bảo hiểm. Với gói tiêu chuẩn, quyền lợi chi trả tối đa cho mỗi lần khám ngoại trú là 1 triệu đồng. Tổng tiền khám của anh Thanh là 1.100.000 đồng, bao gồm tiền khám, tiền siêu âm và tiền thuốc. Anh Thanh khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện công lập nên không áp dụng tỷ lệ đồng bảo hiểm. Như vậy, Generali chỉ trả hạn mức tối đa cho anh Thanh là 1 triệu đồng. Một lần nữa, chúng ta thấy rằng các quyền lợi ưu việt của Vita Sức Khỏe Vàng sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm về chi phí y tế
nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh sức khỏe bị đe dọa bởi bệnh tật, tai nạn